Kính chào bốn huấn luyện viên. Con tên là Nguyễn Thị Phương Trinh. Con đến từ thành phố Đà Nẵng. Năm nay con 10 tuổi. Đà Nẵng nữa, nghe rồi biết Đà Nẵng rồi. Hôm nay con sẽ diễn ca khúc Ngọn Lửa Cao Nguyên. Mong mọi người và bốn huấn luyện viên cùng lắng nghe. Không bấm luôn. Người ta hạ chốt.
quá cao hay như vậy nha. Mà chẳng lẽ có một người bấm? Tiết mục quá hay thì để mọi người tập trung lên sân khấu. Cô bấm đây á là cô khen con, nghĩa là một cái tiết mục của con quá hay đi, chẳng lẽ có một người chọn. Nhưng mà cô mến à, cô thấy rồi nha, cô thấy hành động đó vẫn khuyên đó. Con rằng là thôi con nên về đội chú Đại, bởi vì là đội cô đã có một màu giống như con rồi. Thôi bây giờ quan trọng là con muốn về đội nào. Nếu mà con vẫn muốn về đội của cô Tố My và cô Mến thì con cứ việc chọn con nha. Cô My nói rồi. Ok. Ok, con cứ chọn chú Đại ơi. Đại, ủa sao đổi, sao đổi đội luôn rồi? Lửa quá trời lửa luôn. Cô thích lửa thật lắm luôn. Thật sự là bây giờ là cái tâm trạng của thầy Đại là rất là hoang mang. Bởi vì là cái tình đồng hương á, nó dữ dội lắm. Con ơi, đội cô My rất là nhiều đồng hương rồi. Thôi bây giờ cô My ngồi ngồi không không nói gì hết. Thầy Đại cảm ơn con đã đem đến một cái phiên bản ngọn lửa cao nguyên quá tuyệt vời. Nó rất lạ, hát một cách rất là lửa và rất đúng với tinh thần của bài. Còn những cái chỗ khác, con hát một hoàn toàn một kiểu rất là Phương Trinh, máu nghệ sĩ của con. Và con nên về đội của thầy đi. Bây giờ là thầy có một cái chiêu mà át chủ bài thầy đang để dành là từ đầu tới giờ rồi, thầy thôi chưa có sử dụng. Con ta đó là thầy nói là con nuôi của thầy đó là Quán Muôn mùa trước á, tới đây ủng hộ thầy. Ngô Quốc Dương ơi, con nói bạn về đội của ba Đại đi con. Giỡn ta cho Quốc Dương, Quán Quân của mùa thứ hai. Rồi, con trai, hôm nay là ba nuôi con đem con lên sân khấu là thấy ở dưới là đuối lắm rồi mới đem con lên. Thì con nói một câu gì đó cho bạn Phương Trinh, bạn thích rồi bạn về đội của ba nuôi con đi. Nè, nhìn vô ánh mắt của Phương Trinh mà nói chuyện. Đỏ mặt rồi kìa. Thấy người ta đẹp quá rồi, đứng rồi rung rồi không nói được. Á chủ bài gì kỳ vậy? Không phải, con anh vậy á, hãy gặp mà em bạn gái nào đẹp là vậy đó. Trời ơi, mắc cỡ liền à. Nói đi kìa, nói với người ta một câu đi. Cái tay gì quèo quèo vậy? Con mạnh mẽ lên con. Bỏ vô túi đi lên. Mày mẹ lên. Rồi. Tay con lạnh. Tay con lạnh, trời ơi. Dưới nhan sắc này tay lạnh quá mọi người ơi. Rồi nói nè. Về đội ba Đại thì con thấy rất là vui. Về đội ba Đại thì con cũng thấy rất là may mắn. Em ơi, hãy về đội ba Đại đi. Trời ơi, nhìn bóng quá là phải rồi, dễ thương và duyên dáng. Con nói lại câu em ơi 10 lần đi. Con như vậy mà con sao con gọi là dám nói là em nghe, ơi. Nghe nào, nghe lại em ơi, ngọt dễ sợ. Nói câu em hay đi con. Con rất là thích, duyên quá. Để cho hai đứa nhỏ nó tâm sự. Trời ơi, đâu phải là lúc nào cũng có thời gian để gặp nhau. Bây đây giờ là Quốc cái Dương duyên. Mà không thuyết phục bạn này á, dài dài nói nhiều là cô mới lên, cô mới giành á. Em ơi, về đội của ba Đại thì em sẽ gặp được anh. Chú bài thật sự. Thôi như vậy đủ rồi. Anh về dưới, anh dắt á chú bài qua về dưới. Đội của ba Đại thì em sẽ được quán quân với anh. Đằng này em sẽ được gặp anh. Trời ơi, chiêu trò dụ dỗ con gái tôi. Con đừng để, con đừng bị phân tâm bởi nhan sắc của anh ấy. Con phải tập trung xuống. Ngày hôm nay con nhận được hai sự lựa chọn đó từ hai lớp học. Cho nên là bây giờ con sẽ phải quyết định về lớp học của đội nào. Con cảm ơn hai đội ạ. Dạ, con về với cô Phạm Lịch. Và chú Quốc Tài. Yeah, đi con. Chúc mừng. Yeah. Con xin chào quý thầy cô và quý khán giả. Con tên là Nguyễn Tấn Tài. Nickname của con là Công Tử Miệt Vườn. Con sinh ngày 17 tháng 3 năm 2011. Con đến từ Tiền Giang. Nơi sinh của con là Bệnh viện Đa Khoa, khu 3 thị trấn Cái Bè. Dạ, hôm nay đến với chương trình này, con xin trình bày nhạc phẩm được mang tên Về Miền Tây.
Chúc mừng Tấn Tài. Cuối cùng, cái bài hát này kết thúc thì con đã được sự lựa chọn đến từ lớp của thầy Quốc Đại và cô Phạm Lê. Con vui không? Vui. Ủa sao cười lên, hàm răng cửa nó hơi bị trống trải nhỉ? Dạ, không thay răng. Con có hay ăn kẹo không mà bị sâu răng? Dạ, cũng hay ăn kẹo nhưng mà ăn kẹo ít. Ăn kẹo gì? Dạ, ăn kẹo trái cây. Ừ, đó, ăn trái cây quá. Chú Minh Sù, dạ? Tới tuổi này là con thay răng chứ không phải tại con sâu đâu. Thì đó, nhưng mà có mấy cái nó hơi đen đen nhẹ. Không sao cả con à. Ngày hôm nay, giọng hát của con quá là dễ thương. Cho nên con được sự lựa chọn đến từ thầy Quốc Đại rồi. Và không biết là thầy có cái cảm nghĩ như thế nào không ạ? Con ơi, con hát rất là dễ thương luôn á. Thầy Đại nghe con hát là thầy Đại tưởng tượng thầy Đại đang đi miền Tây. Không bấm sao được, phải bấm thôi. Con tập bài này lâu không? Dạ lâu rồi. Vậy thì con đến với chương trình này á, con có mong muốn trở thành quán quân luôn không? Dạ muốn. Yeah. Muốn hả? À? Con có quyết tâm không? Dạ quyết. Quyết. Dạ. Thầy Đại khoái vậy đó. Quyết. Đúng rồi, bây giờ là mình muốn cái gì thì trong tư tưởng mình phải nói là mình làm được trước đã. Đúng. Rồi được hay không tính sao? Con nói đi, con sẽ là quán quân của thử tài siêu nhí. Nào 2, 3. Con chính là quán quân của thử tài siêu nhí. Yeah. Dạ điều này sẽ có ở trong tương lai. Có hay không xin mời con về với đội của thầy Quốc Đại và cô Phạm Lê. Cô cùng toàn thể quý vị khán giả, con tên là Mai Anh Thư, con đến từ Dĩ An, Bình Dương. Hôm nay con đến đây con xin trình bày bài hát Con Yêu Mẹ. Tuy rằng con không sống chung với mẹ nhưng mà thông qua chương trình con muốn gửi đến mẹ bài hát này. Và con muốn nói với mẹ rằng con yêu mẹ rất nhiều. Con không quên bao năm
mẹ. Mẹ ơi, tên là Quang Vũ và con đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Và hôm nay con xin trình bày ca khúc được mang tên Và Tôi Đi. Tôi vẫn hay mộng mơ về tương lai nhiều ánh sáng rực rỡ. Đam mê luôn rực cháy và tôi muốn vươn lên bằng chính hai đôi tay. Bao nhiêu bộn bề lo âu đường tôi đâu, vực sâu khắp nơi đôi khi lại càng buông lơi. Vì tôi mê những thứ không vào đâu, cứ thế từng ngày trôi qua, đặt tay lên nhận ra chính tôi rồi thế đứng lên thêm lần nữa. Và tôi đi đi đi, và tôi đi, và tôi đi, dẫu ai có nói điều chi. Và tôi đi đi đi, và tôi đi, và tôi đi, dẫu cho trông gai về sau. Ok, tuổi thơ cùng cha đi đó đây, tôi thường nghe bao bài ca trên xe nào có hay, đam mê cao khát cùng gió mây. Biết điều khi tôi có câu ca niềm vui này đắm say. Và đôi khi tôi sao lãng về ngày mai, quên đi hiện tại tôi không biết mình là ai. Qua bao khó khăn tôi mới biết được ước ao, bay lên bầu trời cao này cùng với khát khao gió. Bao nhiêu bộn bề lo âu đường tôi đâu, vượt sâu khắp nơi đôi khi lại càng buông lơi. Vì tôi mê những thứ không vào đâu, cứ thế từng ngày trôi qua, đặt tay lên nhận ra chính tôi rồi thế đứng lên thêm lần nữa. Và tôi đi và tôi đi, và tôi đi, dẫu ai có nói điều chi. Và tôi đi đi đi, và tôi đi, và tôi đi, dẫu cho trông gai về sau sẽ đến nơi chân trời xa với giấc mơ bao ngày qua. Chạy theo khao khát của riêng ta sẽ hát câu ca đẹp tươi, dẫu bước qua bao ngày mưa thì giờ đây tôi sẽ bay đi thật xa. Và tôi đi đi đi, và tôi đi, và tôi đi, dẫu ai có nói điều chi. Và tôi đi đi đi, và tôi đi, và tôi đi, dẫu cho trông gai về sau. Ok, và tôi đi đi đi, oh yeah, và tôi đi, và tôi đi, dẫu ai có nói điều chi. Và tôi đi và tôi đi, và tôi đi, dẫu cho trông gai về sau. Và tôi đi. Kính thưa các thầy cô giáo cùng tất cả mọi người, con tên là Vũ Nguyễn Bảo Ngọc, năm nay con 11 tuổi, con đến từ thành phố Đà Nẵng. Sau đây con xin trình bày ca khúc Giọt Sương. Có thích bài này, có thích bài này. Anh làm gì vậy nội? Bình tĩnh. Gió heo hắt ánh mắt thơ ngây, đang chờ ngày nắng mai. Ôi quanh tôi buồn cho lòng càng tái tê. Tôi đang nghe đâu cơn gió xuyên qua những đám lá cây, ngồi tôi đếm những vì sao và đón chờ nắng về. Lòng tôi không bao ước muốn, mặt trời lên lúc ấy cũng sẽ ra đi, hạnh phúc dẫu thật mong manh. Lòng mình yên tôi không tiếc nuối, bao hận thù chẳng còn trong tôi, và hơn ghen cũng sẽ cứ thế ra đi, cùng tôi sẽ tan vào hư vô. Một ngày mai nắng lên xanh màu, là hạnh phúc cũng sẽ tan màu. Dù vẫn biết tôi đành phải xa người, một niềm vui
theo hát ánh mắt thơ ngây đang chờ ngày nắng mai. Ôi quanh tôi thế giới thật buồn cho lòng càng tái tê. Tôi đang nghe đâu cơn gió xuyên qua những đám lá cây, ngồi tôi đếm những vì sao và đón chờ nắng về. Lòng tôi không bao ước muốn mà chỉ lên lúc ấy cũng sẽ ra đi. Hay á, giọng to quá, mong bấm đi. Lòng mình yên tôi không tiếc nuối, bao hận thù chẳng còn trong tôi và hận ghen cũng sẽ cứ thế ra đi. Cùng tôi sẽ tan vào hư vô. Một ngày mới nắng lên xanh màu, là hạnh phúc cũng sẽ tan màu. Dù vẫn biết tôi đành phải xa người, một niềm vui mãi đến. Cuộc đời biết thế nhưng tôi vẫn cười vì khi ánh nắng chiếu lên tôi, từng tia sáng rơi nhẹ dấu chân trong tâm hồn tôi. Một ngày mới nắng lên xanh màu, là hạnh phúc cũng sẽ tan màu. Đừng tiếc nuối những gì đã qua rồi, dù niềm vui mãi đến. Cuộc đời biết thế nhưng tôi vẫn cười, hạnh phúc dấu chỉ có trong mơ. Vì đã sống trong đời trái tim của những giọt sương. Cảm ơn con. Một tiết mục rất là ý nghĩa đúng không ạ? Cái bài hát này á, mở đầu mọi người thấy là cái âm thanh của nó không có được tốt lắm, bởi vì đây chính là giọng hát của Wanbi Tuấn Anh lúc còn sống, và đặc biệt hơn hết là ngay cái lúc mà Wanbi Tuấn Anh bệnh luôn và viết lên bài hát này, mang đến thông điệp đó chính là một cái nụ cười vẫn luôn luôn còn mãi trong trái tim của chính tất cả chúng ta. Một lần nữa một tràng pháo tay cho Thảo My. Và xin được chúc mừng cho lớp học cô Phạm Lịch và thầy Quốc Đại. Còn cảm xúc của ban giám khảo thì như thế nào dạ? Xin mời chị Đoan Trang. Tiết mục rất là hay. Rất là giàu cảm xúc. Còn với cá nhân của con á, con có một cái lợi thế quá lớn, đó là con quá dẻo, là một trong những cái cần thiết nhất khi mà diễn đương đại. Cô xem cô cũng cảm nhận được cô Lịch phần nào ở trong đây. Chúc mừng hai cô trò. Cô Việt Hương thì sao ạ? Đối với cô á, nhìn đầu tiên đó là cái hình thể của con không phải là diễn viên múa. Cô nghĩ là cái bé này nó phải ốm cơ, thì con hơi tròn người và con không make up nhiều. Con ngồi dưới con tung cái kim tuyến á, cô cảm giác tới là cái trẻ nó bị khiếm khuyết á. Thì khi mà khiếm khuyết là họ sẽ bị thụ động, mà khi thụ động là họ sẽ hơi tròn, thì họ không có vận động nhiều. Và khi con rắc cái kim tuyến lên á, thì giống như là một cái ước mơ á, giống như là mình mơ mà mình mơ, thì khi mà con kéo cái băng đen xuống á, làm cho cô rất là xúc động. Có thể đây là một cái màu nào đó mà cô Lịch kiếm được của Tuấn Anh, nhưng mà đối với cô á,
thì cô nghĩ là toàn bộ những đứa bé mà mơ ước được nhảy múa mà không làm được cái điều đó, có thể họ bị sanh ra và thiếm khuyết một cái gì, hoặc là bé không có đôi mắt mà bịt lại như vậy á, cho người khác có cái cảm giác mạnh mẽ và cố vượt lên để làm cái điều đó. Một trong những tiết mục mà cô nghĩ nếu mà đi thi á, mà ở một cái chương trình của thế giới về những người khiếm khuyết thì cô nghĩ tiết mục này sẽ vô rất sâu á. Tiết mục này nó bước hẳn qua một cái khác, chứ không phải là về tài năng nữa, nó về cảm xúc á. Khi mà em đưa cái bài nhạc này cho ban tổ chức thì em hoàn toàn cũng không nhắc đến cái câu chuyện của anh Quân Bi Tuấn Anh. Thực ra em đã từng được làm việc với anh Quân Bi Tuấn Anh và em rất là quý anh ấy, và cảm giác như là nó là một cái điểm nhấn trong cuộc sống của em. Ngày hôm nay em quyết định em chọn bài nhạc này và hy vọng là My sẽ làm được tốt, và em cảm ơn anh chị đã cảm nhận được một điều gì đó, cái thông điệp mà em không nói, em chỉ dùng âm nhạc và dùng hình thể của Thảo My thôi để gửi đến mọi người. Thì em rất cảm ơn anh chị. Em hứa là nếu Thảo My vào được vòng sau chắc chắn là sẽ có phần 2 ạ. Chúc mừng chị. Cà phê như muốn hát cùng em câu gì. Bơi theo là tôi sẽ tình yêu mơ. Bơi theo là tôi sẽ trời xanh lòng lòng. Thank you.
dần tay cha, tâm hồn cha cháy lên bừng trong mắt con hy vọng. Cung đàn con cất lên hồi sinh trái tim.
vàng nổi trôi. Còn một trái tim mai ơi, nhớ lại miền Tây, nhiều điều mà thương dân ta lắm nỗi đoan. Bữa nay con gái của cha là múa rất đẹp nha. Con biết cha hôm nay đi cướp tiếp nên con múa bài này dành tặng cho cha. Con chúc cha đi cướp vui vẻ nha cha. Trời ơi, con gái tôi nói chúc cái tôi thấy nghề cướp nó hả thú vị ghê á. Cha đi cướp cha nhớ về sớm chứ con ở nhà một mình buồn lắm. Thiệt ra cha đâu có muốn bỏ con ở nhà một mình đâu, nhưng mà cha phải đi cướp để cha đem tiền, đem vàng về đây để dành nuôi con. Mai mốt con lớn lên con sẽ có cuộc sống sung sướng hơn. Con nghe cha nói mà con thấy cái nghề của cha nó nhân đạo ghê. Trời ơi, bữa nay ghẹo tôi nữa ha, ghẹo tôi ha. Đứng lại cho cha, đứng lại cho cha. Đây đây, đứng lại coi chừng té. Bữa nay cha phải đi cướp rất là xa, cho nên con phải ở nhà thay cha canh giữ tài sản này. Dạ con hứa với cha là con không làm cha thất vọng đâu, cha đừng có lo. Trời ơi, giỏi quá. Còn các ngươi nữa, ở nhà là phải chăm sóc cô chủ cho đàng hoàng. Con gái, bây giờ cha phải đi rồi, con ở nhà nhớ ngoan nha, cha dạ sẽ về sớm. Giỏi, về ta sẽ thưởng. Con chúc cha đi cướp mạnh khỏe. Cảm ơn con gái. Tạm biệt con. Tạm biệt cha. Các người đuôi ra cho ta. Chúc mừng năm mới. Ủa, nhớ câu thần chú của cha là như vậy mà ta. Mỏi ghê. Trời, mình mệt mỏi ghê mà cũng trúng nữa hả? Vậy là câu thần chú của cha là mệt mỏi ghê. Yeah, mừng quá. Alibaba. Ta đây. Chào cô gái. Alibaba, cha ta đi rồi. Anh hãy vào nhà đi. Cảm ơn cô gái nhé. Wow. Mệt mỏi ghê. Mới mời vô luôn chưa làm gì luôn sao mệt mỏi vậy? Không phải, đây là câu thần chú nhà em. À, thì ra đó là cái mật khẩu của cái cửa này. Đúng rồi. Nhưng mà Alibaba ơi, cha ta đi rồi, anh hãy lấy vàng bạc cho bác của nhà ta đi. Ôi, cô thật là đáng yêu. Có gì đâu, nhà ta có điều kiện mà. Với lại, trong mắt ta, Alibaba là một vị anh hùng. Anh Alibaba, ở bên đây nè. Anh Alibaba, dừng ta lại. Cô chủ, sao cô chủ cho Alibaba vào đây? Đây là chuyện của ta, ngươi đừng xen vào. Cô chủ, nhưng mà nếu ông chủ biết được á, ông chủ sẽ la tụi tôi đó. Cô đã làm như vậy nhiều lần rồi. Ta có lý do riêng của ta. Lý do gì chứ? Bởi vì Alibaba là một vị anh hùng. Hey. Dù đó là lý do đi nữa, cô chủ không được làm như vậy. Ông chủ sẽ la tôi và la cô chủ luôn đó. Các ngươi đừng lo, anh Alibaba đã có em ở đây rồi. Anh cứ thả thính mà lấy vàng bạc cho bác của nhà em đi. Mệt mỏi ghê. Chết cha em về. Bây giờ tao phải làm sao? Anh núp xuống đi, để em với người hầu che
em che kín lắm đó. Sao hôm nay cha về sớm quá vậy? Tại vì cha vừa chợt nhận ra cha không nên để con ở nhà một mình, cho nên cha quyết định hôm nay không đi cướp nữa, ở nhà chơi với con. Khoan cha, con có giờ này vui lắm nè. Cho gì? Cha ngồi xuống đi. Cha nhắm mắt lại đi, nếu mà cha mở mắt là thua con đó nha. Analipa. Bí mật nữa. Mệt mỏi ghê. Tính bỏ trốn à? Hay lắm. Con gái, cha rất thất vọng về con. Nếu như ngày hôm nay cha không về đây bất ngờ như vậy thì làm sao biết được hắn ta vô đây để ăn cắp nhà của chúng ta. Còn ngươi, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết tay. Cha ơi, khoan đã. Lỗi là do con, chính con đã đọc thần chú cho Alibaba vào. Tại sao con lại cho hắn vào đây để ăn cắp vàng của mình, đem về làm của riêng? Cha ơi, con thấy nhà mình quá là nhiều vàng bạc châu báu, còn Alibaba lấy vàng bạc châu báu về không phải là của riêng cha ạ. Vậy thì hắn lấy về để làm cái gì? Vì ông không biết anh thôi. Anh ta lấy vàng bạc châu báu giúp đỡ cho những người nghèo xung quanh đó cha. Đúng vậy, tại vì ông không biết, nếu như không có số vàng của ông thì những người nghèo họ sẽ trải qua cuộc sống cực khổ hơn nữa. Đúng rồi, cha tin anh ấy đi. Anh ấy nói thật đó cha, chứ không phải anh ấy nói xạo đâu. Nhưng mà con gái à, con có biết là cha rất cực khổ mới cướp số vàng đó về đây hay không? Và cha làm tất cả là vì con. Cha muốn con lớn lên là phải sống trong sung sướng, sống trong vàng bạc châu báu. Cha ơi, con không cần sống trong một căn nhà nhiều vàng bạc châu báu như vậy. Con không muốn cha đi cướp nữa. Con không muốn người ta gọi con là con cũng một tên cướp. Con muốn được đi học, con muốn được có bạn bè. Lớn lên, con sẽ giúp đỡ những người nghèo xung quanh giống như anh Alibaba đó cha. Cha xin lỗi con. Vậy mà đó giờ cha cứ nghĩ là cha cướp được nhiều vàng về đây là con sẽ sung sướng, là con sẽ vui vẻ, con sẽ thích. Vậy mà cha không biết được cái con cần nhất là thứ gì. Con gái, cha hứa với con, cha sẽ không đi cướp nữa. Chẳng những vậy, cha sẽ cho con đi học, con sẽ gặp được bạn bè. Cha ơi, cha nói thật hả cha? Cha đừng có nói xạo con nha. Cha nói thật. Anh Alibaba, vậy là ước mơ của em trở thành hiện thực rồi. Vậy thì hay quá. Yeah. Hey, cha sẽ cùng với con và Alibaba đem hết số vàng này đem phân phát cho người nghèo để chuộc lại lỗi lầm của cha. Tôi đồng ý với ông. Con cũng đồng ý. Vậy thì bây giờ ăn mừng, từ nay cha sẽ không đi cướp nữa. Yeah. Và đó chính là Minh Phi với tiết mục Alibaba. Con đa năng quá à, 5 tuổi mà cái gì cũng biết hết trơn á. Bây giờ diễn hài cũng làm được luôn, rồi vô bi nữa. Gần 60-70 con người không ai nhớ quên cái Migo cho nhỏ, mà con nhỏ tự tin, con nhỏ bình tĩnh, con nhỏ 5 tuổi đầu mà như 50 tuổi. Đứng lấy cái Migo miệng chỉnh vô cái mỏ hát luôn mới ghê. Như vậy mới thấy con hát live luôn mới ghê chứ. Hả? Ta đã mang coi gì hơn? Có tiết mục nào chỉ lắc đâu, tiết mục này chỉ ngồi dưới chị. Phải lắc chứ, lắc mụ con nhỏ. Yeah, mà con nhỏ kêu cái... Migo. Mà không nhớ. Em lo cái trời bông gì quá. Tôi muốn xỉu, tôi muốn rụng nậu, nậu xém rụng. Trời, tiết mục đó là biết thế nào cũng sẽ phải hát nữa. Mà nhìn anh lúc anh lo liền, lúc con bé nó chưa hoang mang là anh đã lo trước rồi. Anh nói ủa chứ rồi sao mai đưa Miro cho nhỏ trơn rồi sao nó hát. Con có chút xíu trên sân khấu thôi, con nhỏ tiếu chiều chiều kìa đó. Mà con ra con diễn, con hát tự tin, mặc dù con hát nó bay, nó lạc. Cái nốt nó bay trên nóc nhà đó, không có đậu xuống được. Nhưng mà bỏ qua cho con được hết. Bởi vì con nhỏ quá mà con 5 tuổi mà con vừa diễn, con vừa múa, con vừa hát. Quá dễ thương, con quá duyên dáng luôn đi. Dạ con cảm ơn chú Đại Nghĩa. Con cô Đăng Trang là sáng đi lên đây là mấy tuổi? 4 tuổi rưỡi. 4 tuổi rưỡi đây, 5 tuổi. 4 tuổi rưỡi ở nhà cái gì cũng nói. Xong rồi ra kêu chào cô Diệt Hương đi con thì đứng hình. Còn con người ta đã đẩy ra một cái mất Miro cũng quất luôn. Bởi vậy cho nên là biết tính sao luôn. Tính sao nữa. Chúc mừng cho đội.
Ủa con, sao giờ này con chưa chịu ngủ nữa? Vào trong ngủ sớm đi để sáng mai con còn phải đi học nữa chứ. Dạ. Ủa, mà sao mẹ lại khóc vậy mẹ? Ơ mẹ, mẹ đâu có khóc, mẹ không có khóc. Mẹ lại nhớ cha nó rồi đúng không? Cô, năm đó, trong một cái đêm mưa bão thật là lớn, lớn lắm, mẹ mang thai con, bất ngờ đã chuyển dạ. Bằng chiếc xuồng này, cha con đã vượt bão để đưa mẹ lên trạm xá. Cho đến khi xuồng gần cập bến thì giông gió lại nổi lên, chiếc xuồng nó chông chênh, mẹ rơi xuống dòng nước lũ đang chảy xiết. Cha con đã không quản ngại hiểm nguy, lao xuống để cứu mẹ trong lúc mẹ không còn một chút hơi. Cha con đã cố đẩy mẹ vào bờ thì bất ngờ cơn bão lại nổi lớn lên, dòng nước lũ đã đưa cha con đi trước mặt mẹ. Cha ơi, dù đã bao năm nhưng mẹ vẫn tin rằng cha con vẫn còn sống. Cha con đang ở đâu đó, mẹ chắc chắn rồi, một ngày nào đó cha con cũng sẽ về với mẹ con mình. Tớ là từ phố tướng nghe bao kiếm sắc phóng lên đàn, vào ra luôn trong tình chàng năm cánh mơ màng. Em luôn trong tình chàng ôi gan vàng quằn đau. Sông trôi rất dịu dàng như dải lụa vàng xuôi về phương đông, gần hào ơi nửa đêm mai hát lên câu hoài lang, dần trăng nghiêng xuống trên vạt rừng dòng
sao tròn như chiếc gương. Giờ tóc pha sương qua canh hào tiếc một dòng trăng. Mình ơi, mình đã về với em, với con. Con ơi, mẹ nghe có tiếng của cha con. Cha con đã về rồi. Mình ơi, cha con đã về rồi con ơi. Tôi mình về ơi. Với mình đây. Mình ơi, mình đâu rồi mình ơi? Mình tôi ơi. Tôi đây. Mình. Mình. Mình về. Mình ơi, mình đi đâu mà sao lâu quá không về với mẹ con em á mình ơi. Chuyện qua lâu rồi, nhắc lại càng thêm đau lòng. Ráng nuôi dạy con cho tốt nha mình. Lúc nào tôi cũng ở bên cạnh mình, bên cạnh con. Em sẽ sống mạnh mẽ để lo cho con. Nhưng mình ơi, lần này mình về, mình ở luôn với mẹ con em nha mình. Con của mình. Mình ơi, nó lớn quá rồi mình ơi. Mình ơi, nghe lời cha, không có cha bên cạnh, con phải nghe lời mẹ, cố gắng học hành, sau này trở thành một người tốt nha con. Mình à, mình ơi, tôi luôn ở bên cạnh hai mẹ con. Đừng bỏ em mình ơi. Tôi không đi đâu hết. Đừng bỏ mẹ con em. Mãi mãi ở bên cạnh hai mẹ con mình. Mình ơi, mẹ ơi, nãy giờ chỉ có con với mẹ đây đâu có cha ở đây đâu mẹ. Mình ơi, đường dù say giống bến, xin đó đừng phụ nghe tàu khang. Em luôn trong tình bạn, ngày mỗi mòn như dòng luôn trong tình nở chàng, lòng xin chớ phụ phàng. Chàng có hay đêm khi nằm luôn những sầu tây, bao thổ đó đây xin dậy duyên sắc cầm đừng lỡ. Đó chính là Mai Anh. Xin được gửi lời cảm ơn đến với sự hỗ trợ của hai nghệ sĩ, đó chính là nghệ sĩ Thanh Tuấn cùng với nghệ sĩ ưu tú Thanh Hằng. Con rất là may mắn khi con có sự hỗ trợ của cô Thanh Hằng cũng như là cô chú Thanh Tuấn nữa trong cái tiết mục này. Bởi vì cô Hằng diễn quá cảm xúc đi, cho nên là đã lôi kéo cảm xúc của khán giả theo cái câu chuyện của con. Còn về phía riêng con á,
thì khi con hát cái bài hát này, chú Nghĩa cảm nhận là nó chưa có ra cái màu của Nam Bộ lắm. Con có một cái làn hơi tốt, nhưng mà ở những cái nốt trầm thì con lại hát hơi bị mờ. Cảm ơn con về những cảm xúc mà con đã mang lại cho mọi người trong tiết mục này nha. Có thể là mình mời được một cái người nghệ sĩ giỏi, nhưng mà sẽ làm lu mờ cái người diễn viên thi. Con là một cái viên sỏi bé nhỏ va vào với nhau mới nghe được tiếng lạch cạch. Trong khi cái giọng của cô Cánh Hằng, từng chữ của chị nó khắc vô nó đã. Nhưng mà nhạc vô, con vô lại, cô chịu. Chúc mừng con, tiết mục của con đã được sự hỗ trợ và nâng cái cánh ước mơ cho con. Tiết mục quá hay, cảm ơn con. Cảm ơn con. Cảm ơn cô Việt Hương. Mai Anh có một cái giọng hát rất là hợp với dân ca rồi, rất là đẹp, rất là mượt, cho nên phải cố gắng luyện thanh hơn, mạnh dạn lên để mình có thể đạt được những cái thành tích cao hơn nữa nha con. Chúc mừng con. Xuân đang về, rừng cao su bạt ngàn. Hey,
trời say hương đời rừng cà phê vào mùa tươi. Gái trẻ đẹp, gái trẻ mơ nồng, hát cho cao nguyên xanh đất mới, hát cho cô đồng anh là sông vô son sang mênh mang. Giữa ngút ngàn dưới nắng vàng bầy voi đi tìm đàn. Hey! Về dầm nước mắt lòng đời trong mình hàng mong nước chân ngàn về nước dân tràn trề nước cho ta yêu nhau mãi mãi nước cho ta thương nhau mãi mãi xôn xao mênh mang. Mặt trời cùng à du hơi ơi.
Và đó chính là Phương Tú. Từ ngàn xưa, khi trời đất đảo lộn, dáng dấp còn rung chuyển mơ hồ. Lúc đó, trên thiên đình có một côn trùng mà người thần tiên cho nó là con sâu xấu xí, đã phá hoại đi những trái đào tiên của Dương Mẫu Nương Nương. Nên tổ sư Tiên Ông đã nhốt những con sâu này vào một cái lồng nhỏ, xem như là sự trừng phạt mà người đời sau này gọi là cái kén. Mà thật lạ thay, quăng đôi cánh bướm bên đời, đùa với mây rơi trời lặng lẽ không rời. Dài lời gọi đến muôn phương, niềm khao khát ước trong niềm thương. Mơ được tung đôi cánh, điệp say đắm đuối bên đàn, lượn cánh bay nhẹ nhàng du ngoạn thần. Oh,
Và đó chính là Phương Nhi. Xin cảm ơn vũ đoàn Phương Việt rất nhiều. Cảm ơn chương trình Thử Tài Siêu Nhí đã chịu đầu tư. Tới giờ phút này tôi còn chưa bao giờ tôi được đeo một cánh bướm đẹp như vậy. Rồi cái bụt đó là lâm thâm bông gòn dáng cứ cả đêm chứ, chứ không phải là dừa. Chắc cũng tâm nậm nhảy mũi dữ lắm, lông nó bay. Rồi con nhỏ đeo hai cái lông chỉ đó cũng phải 3 triệu hơn. Mà nó gãi một cái là thôi rồi, ông đại ông đền. Cái cặp lông đó mày đẹp quá. Mà mặc cái này ra trời ơi vừa đét luôn. Dễ thương vừa đét luôn. Mà con lai lai cái hồ quảng trời, hồ quảng nó khó. Mà đẩy ra, rồi mà đẩy xe vô, rồi mà đẩy xe ra lần nữa. Tiết mục của con là tiết mục là xuyên tâm liên đó. Một lượt mà bắn ba thế hệ. Trời ơi, con nói gì nữa, xuất sắc rồi. Tiết mục này của con á, thứ nhất là màu sắc, đúng không? Cái thứ hai là về những gọi là những cái chiêu trò để hấp dẫn khán giả. Tạo hình của con, rồi cái cách con hát, cái cách con diễn, mà đặc biệt cái cách con nói lối trong những cái bài bản ca cải lương đó đó, ca hồi quảng đó đó, nó rất là ra luôn. Chứ không phải cái kiểu như mình là tân nhạc rồi bây giờ mình trọ trẻ mình hát, mình nói đâu, không có đâu. Rồi chưa kể là vũ đạo của con nữa. Vũ đạo của con từ những cái ban đầu khi mà con uyển chuyển trong cái kén, rồi con nhọng ha, rồi từ từ mình lột xác, mình hóa thân thành bướm, rồi khi con cầm cái thương nó vô nữa, con uy nghi, con dũng mãnh, con bay lên trời, cái kiểu như vậy đó. Lúc mà cái chân bên trái của con đá cái thương á, cô Hương để ý dữ lắm nha, coi có cái thế lên nó đẹp làm sao phải không. Bà cái lên gương bà mặt đẹp của lắm con ơi. Cái gương mặt của con nữa, tại vì khi mình diễn những cái tuồng cổ kiểu cái lương hồ quảng như thế này nè, cái gương mặt đặc biệt là đôi mắt phải có cái thần, phải có cái sắc của nó. Nếu mắt, như mà chị được không hả? Mắt chị giống như là đi ăn thịt người ta cái nơi luôn rồi. Chị ơi chị dữ quá, còn đúng. Đây con bướm thôi. Thành ra là tất cả mọi cái đó nó tạo nên cho con một cái tiết mục hấp dẫn, màu sắc. Chúc mừng con. Nhưng mà phải cảm ơn chú Quốc Đại nữa. Bởi vì cái đoạn đầu tiên là chú đọc ta là dòng chú Đại hỗ trợ vỗ tay cho chú Đại. Cái bài này ý tưởng từ đâu mà em có? Em cũng ngủ nhiều đêm em trăn trở. Em thấy em chưa biến thành bướm được hay sao? Không, thì thật sự là Quốc Đại muốn con sẽ làm một cái tiết mục về hồ quảng. Bởi vì bản thân Quốc Đại là rất là mê cả bộ môn cải lương hồ quảng. Nên Quốc Đại cảm thấy nếu như mà hợp với con thì Quốc Đại sẽ làm một tiết mục thiệt là xuất sắc dành tặng cho con ở cái Thử Tài Siêu Nhí kỳ này. Và cho tới hôm qua thì khả năng con hoàn thành nó cũng chỉ là trên trung bình được xíu. Nhưng mà hôm nay thì lên sân khấu thì thầy hoàn toàn bất ngờ khi mà con quá thân vậy. Cảm ơn con rất nhiều. Đa tạ, quá đẹp đó mà. Qua là con kén đó Giang. Con kén con này mới quá bướm. Con kén quá đó. Bướm rồi. Hôm nay là tao quá thành con bướm rồi. Một tràng hổ tây cho Phương Nhi. Đi bộ vô luôn đi con. Đi bộ vô luôn. Đi vô luôn con. Đi bộ vô. Ủa đúng. Đi bộ vô thiệt. Đi kêu đi bộ. Dạ, đi bộ đó chứ. Kêu đi bộ, đi bộ. Dạ, đi bộ. Hôm nay cô giáo lại nói tại sao cha con hay rước con trễ quá vậy. Rồi con mới nói vậy nè, cha con là một chủ nhà hàng lớn vậy nè, nên cha con bận lắm. Rồi cô giáo của con mới nói vậy bữa nào cô dẫn cả lớp tới nhà hàng của cha con có được giảm giá không. Rồi con mới nói đương nhiên là có rồi. Tưởng cha về, ai về không phải. Yeah.
Dạ bộ, dạ bộ, dạ bộ, dạ bộ, dạ bộ, dạ bộ ngủ. Đúng không? Dạ bộ ngủ đúng không? Dạ. Tại sao giờ này chưa ngủ, nói cha nghe coi. Con muốn chờ cha về nên con chỉ dạ bộ ngủ thôi à. Ờ vậy hả? Ngày mai sinh nhật của con sẽ rủ mấy bạn và cô giáo tới nhà hàng của cha để ăn sinh nhật của con. Nhà hàng của cha hả? Ừ. Cha sẽ đặt một bàn tiệc. Rồi ngày mai con mời cô giáo với lại bạn tới đó nghe chưa? Dạ chịu. Còn bây giờ thì đi gì? Đi đâu? Đi ngủ đúng không đúng cha? Rồi, đi ngủ nè. Đi ngủ thôi. Cha không có sao? Mà sao con đang đi sinh nhật mà con ra đây chi vậy? Ừ, hồi nãy con không thấy cha nên con mới đi tìm cha. À, cha xin lỗi. À, hôm nay sinh nhật của con mà cha không có chăm sóc cho con được. Thôi bây giờ con ra ngoài kia đi, con chơi mấy bạn nha. Thôi tụi mình đi về luôn đi cha. Cha xin lỗi nha. Làm cho con mất vui ngày sinh nhật rồi. Trời đất quỷ thần ơi, ta nói quay vòng hả con? Ồ, xinh lung linh như công chúa luôn, đẹp quá. Hai cha con đi đâu mới về ăn mặc đẹp dữ ha? À, hôm nay là cái gì của con? Dạ, hôm nay là sinh nhật của con đó bác. Trời ơi, sinh nhật của con luôn. Mới đãi nhà hàng về đúng không? Dạ. À, thôi bây giờ con chưa bác con vô nha. Dạ, con chào bác con vô. Rồi, đi vô đi ngủ đi con nha. À chị ơi, chị kiếm tôi giờ này có chuyện gì không chị? Ủa mắc cười à. Tôi là chủ của cái nhà này. Tôi gặp anh để làm gì? Để đòi tiền nhà chứ làm gì? Mà mắc cười quá ha. Tôi điện cho anh từ sớm tới giờ không bao giờ anh mất máy, là sao tính trốn tôi hả anh? Dạ cũng xin lỗi chị, tại tôi đang đi làm á cho nên là tôi không giữ máy. À, tôi nợ. Thôi mệt. Nghĩ sao vậy? Tôi nói nghèo thì nhận đại nghèo đi. Nghèo mà bày đặt đãi tiệc sinh nhật của con ở nhà hàng, ăn mặc cho đẹp vô, rút buộc nợ ngập đầu. Có ngon có giỏi móc tiền ra trả tiền nhà cho tôi đi. Dạ thưa chị, tôi cũng thiếu hết 3 tháng rồi. Chị cố gắng cho tôi vài hôm nữa đi. Gắn hoài, tôi mắc mệt anh quá à. Thôi giờ ráng cuối tháng này gom góp tiền ở đâu đó trả cho tôi tiền nhà. Xong hai cha con cuốn gói đi luôn nha. Để tôi bán cái nhà này chứ cho mấy người vậy mướn nhà sợ quá à. Dạ xin lỗi chị, tôi sẽ cố gắng. Dạ. Tôi đi à, cuối tháng không có ra đường ở xiết đồ luôn đó, bực bội. Sao cha nói dối con? Cha nói công việc của cha rất tốt. Tại vì con còn nhỏ quá cho nên cha không có muốn những cái chuyện mà của người lớn mà con biết được. Cha chỉ muốn rằng là con phải học hành cho thật tốt, nghe lời của cha nha. Con cũng xin lỗi cha. Con tưởng cha là chủ nhà hàng, con tưởng đây là nhà của mình nên con đã khoe với các bạn và cô giáo. Con xin lỗi cha. Từ nay con không dám vậy nữa.
không có lỗi gì đâu. Lòng con thương cha nhiều lắm, cha hiền yêu dấu ơi, từng ngày qua vẫn luôn nguyện cầu, cầu mong cho cha mãi luôn bên đời, để cho con được sống trong tình thương hiền hòa. Xin được chúc mừng cho Minh Vi. Bé Vi diễn được, thoại được, hát được, nhưng mà dồn lại làm một lúc nhiều thứ làm cho lát nữa con Thoại cứng đơ à. Nó khúc đầu dễ thương, nó thại từ lưng tà la vậy mà nó đúng ha. Mình con nít mà mình Thoại theo của mình, còn mình Thoại mà theo cách dạy một hồi là tự nhiên nó bị rập khuôn và không có thấy dễ thương nữa. Như là cô đã từng nói, một món ăn đổ nhiều thứ vô quá không thấy ngon nữa ha. Phần này là do lỗi người dàn dựng, vì có huấn luyện viên cho nên buộc cô Hương phải nói vậy để làm cho con tốt hơn và hay hơn. Còn con là giỏi rồi ha, hát cũng được, diễn cũng được, diễn kịch rồi còn vô bi đồ gì nữa nha. Rồi yên tâm, cảm ơn cô Diệp Hương. Xin mời chú Nghĩa. Bé Vi á, diễn dễ thương, nhí nhảnh hồn nhiên, đúng lứa tuổi của con cũng được. Rồi khi con vô cảm xúc cũng được luôn, mà khi con vô cảm xúc á, nó nhẹ nhàng lắm, nó không thấy cố tình, nó không có bị làm quá lên, không phải khóc mà cho người ta biết là tôi đang khóc. Tức là con diễn mọi cái nó nhẹ nhàng từ bên trong con nó toát ra. Mà đó là cái điều rất là đáng quý. Diễn chân thật ở cái độ tuổi của con mà diễn được như vậy là rất là hay. Chỉ là tiết mục nó hơi dài, hơi tiếc một chút thôi. Chứ còn riêng về phần con làm rất là tốt bữa nay. Cảm ơn chú Đại Nghĩa. Cảm ơn chú Đại Nghĩa. Và xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều vì đã nhận xét rất là công tâm dành cho mỗi tiết mục. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đắm chìm trong một không gian đầy cảm xúc của những vũ điệu đương đại. Và ngay bây giờ xin được giới thiệu đến với tất cả quý vị thí sinh đến từ đội siêu sao nhí Mỹ Duyên, xin mời. Vì cô Hương không có muốn khóc, gán mình không có muốn khóc trên tivi á. Hương ráng luôn, nhưng mà nó nhẹ nhàng, cứ thấm giống như là mưa dầm thấm lâu á. Nói về kỹ thuật của con thì cô không bàn nữa, tại vì cô nghĩ con là rất là tốt. Những cái động tác khó làm cho cô Việt Hương cảm thấy đã, chứ không cảm thấy lo lắng. Cái bài dựng, cái nhạc, cái cảm giác cho cô tin được là con cần lắm, con cô đơn lắm. Và cái chọn lại là con thỏ cơ, có nghĩa là một cái con mà nó rất là mong manh yếu ớt. Nói con mà mình cứ nắm nó, mình không dám nắm người, mình phải nắm tay. Vì người ta nói nắm vào cái bụng con thỏ, cái da nó rất là mỏng non á, sợ con sẽ bị đau bụng và dễ con thỏ dễ bị chết. Thì nắm cái tay thôi thì con hoàn toàn chiếm được cảm xúc. Người diễn viên lên sân khấu có thể dùng nhiều kỹ thuật, có thể hát dùng nhiều kỹ thuật, nhưng mà đối với cô Hương quan trọng nhất vẫn là cái đạm cảm xúc của người diễn viên truyền tới. Đối với cô thì tiết mục này cô cảm nhận đã, thấm và xuất sắc riêng với cá nhân cô. Xin được cảm ơn cô Việt Hương. Cô Đoan Trang thì cũng rất bồi hồi đúng không ạ? Xin mời cô. Một cái tiết mục rất là hay, một câu chuyện rất là tinh tế, nó giống như là một người diễn viên rối á các bạn, thì đem lại niềm vui cho các bạn nhỏ đúng không? Nhưng mà sâu trong đó là mình có những cái nỗi đau của mình, có những cái nỗi niềm của riêng mình, nhưng mà sau đó thì chính những bạn nhỏ đó là những người đến với mình và mang lại cho mình cái niềm hạnh phúc đó, cái niềm hạnh phúc dành cho mình, dành cho những cái người giống như là những người nghệ sĩ vậy. Khi mà đứng trên sân khấu thì người nghệ sĩ là người đem lại niềm vui, tiếng cười, đem lại sự giải trí cho khán giả. Nhưng mà người nghệ sĩ cũng là một người hết sức bình thường, cũng có những nỗi cô đơn, cũng có những cái bất hạnh. Và không ai nhìn thấy được điều đó hết. Và khi người ta nhìn thấy thì người nghệ sĩ lập tức che lên cho mình một cái mặt nạ. Giống như khi mà các bạn tới nhìn thấy cái nỗi buồn của con thì con lấy cái đầu con thỏ con che lại, không muốn cho mọi người nhìn thấy. Bởi vì con muốn cho các em nhỏ nhìn thấy con là một con thỏ vui vẻ ban nãy, nhảy múa với các bạn, với các em, đem lại niềm vui cho các em. Nhưng mà chính cái ôm của các em, chính cái sự bao dung của khán giả sẽ làm cho người nghệ sĩ cảm thấy hạnh phúc nhất. Một cái ý nghĩa vô cùng tinh tế mà Huỳnh Mến đã cài cắm vô cái bài này. Thông qua cái kỹ thuật múa của con ngày hôm nay, con thực sự là một diễn viên múa, thực sự cô rất trân trọng những cố gắng của con.
và con có cái thể lực, con có cái thể chất rất tốt và rất là phù hợp để diễn những cái bài múa đương đại. Tay chân rất dài, dai và dẻo, và con có được cái nét cảm xúc trên gương mặt của con biểu diễn rất tốt. Một phần biểu diễn tuyệt vời, chúc mừng con. Cảm ơn cô Đăng Trang, cảm ơn con rất là nhiều. Và đặc biệt là cảm ơn cô Huỳnh Mến. Và chắc chắn bây giờ hai cô trò phải ôm nhau một cái. Huỳnh đúng Mến không? Có nói gì không cô? Đốc nữa. Dạ, đúng với cái tên là Mỹ Duyên luôn. Rất là duyên, tại vì em rất là trăn trở, rất là khó để mà chọn cái idea, cái câu chuyện, cái ý tưởng để mà làm bài, một cái bài nhảy cho một cô bé lớn, cao. Cái lần đầu á, mà bé thể hiện trên sân khấu này là một bài đương đại. Tay chân rất là xấu, đầu gối cong, chân không duỗi, mọi thứ. Em có khẽ tay, em nói về đội cô đi, cô sẽ thế này thế nọ thế kia cho con. Vì tay chân con rất là dài, rất là hợp với đương đại. Vậy là chị không có cơ hội hả em? Chị là múa đại, chị là múa đại. Chị là múa đại. Người em không hề dài, nhưng mình có thể làm cho nó dài được chị. Đó, có dạ. Thể nghe nghĩa à? Có thể. Em sắp tức cười quá à. Dạ, tao fan của Diệp Cương vỗ cái rần kia để tôi có động lực. Động lực đi múa đương đại nè. Tại sao là tôi múa đại quên tôi đương đại nha. Thì bữa sau mọi người sẽ xem chị Hương múa đại. Múa đại thôi chứ không có đương mọi người ha. Dạ. Trong đầu cô Mến cũng có cái ý nghĩ là con rất là hợp với đương đại. Có thể thế mạnh đó mà con bây giờ mới bắt đầu phát hiện ra luôn. Thì em cảm thấy duyên thì rất đúng là duyên. Nó là một cái duyên. Trong một lúc bí quá mình không biết làm gì, tự nhiên mình thấy cái hình ảnh như thế thì mình lại có được một cái lối đi riêng như vậy, thì mà được mọi người cảm nhận nữa, thật sự em rất là cảm ơn mọi người. Và chúc mừng cho Mỹ Duyên cũng như là đội Siêu Sao Nhí đã có một tiết mục rất là xuất sắc ngày hôm nay và rất cảm xúc nữa. Một tràng hô tay chúc mừng Mỹ Duyên. Quý vị và các bạn thân mến, có thể nói từng tiết mục tại vòng thi Tài Năng Tỏa Sáng đều được đầu tư rất là hoành tráng để cho tất cả các bạn nhỏ của chúng ta có cơ hội chinh phục ước mơ của mình. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với một không gian chinh phục ước mơ của một cô gái nhỏ nhắn, Gia Hân, đến từ đội Mây Ngũ Sắc. Xin mời. Kính thưa quý vị, người ta thường nói rằng thu đi để lại lá vàng, thấy bé nó duyên dáng cho chàng pháo tay. Dạ. Dễ thương quá trời đất ơi. Ai vậy? Ai sanh, ai đẻ, ai mai, ai mặc cho mà thấy cưng quá vậy nè? Chị Phước, chú đó là ai vậy chị Phước? Chị cũng không biết nữa. Nhìn mặt chú này vừa lạ vừa gian. Có khi nào thấy mình mặc đồ đẹp có tới lấy đồ của mình không? Chị Phước, chị đừng có nói bậy. Em biết nè. Thấy chưa, con bé nó nhỏ mà nó có hiểu biết nè. Giới thiệu cái giật mình chơi cho con. Cái chú này á, là người lượm dây chay. Hả? Chú đừng làm vậy, kỳ lắm chú. Con ơi, nhìn đi nè, chú ăn mặc đẹp đẽ sành điệu hàng hiệu mấy chục triệu vậy nè, nghĩ sao vô đây lượm đồ dây chai của tụi con? Chú nói chuyện chú nãy giờ tụi con vẫn chưa biết chú là ai hết trơn á. Con có lòng hỏi thì chú có lòng trả lời. Chú xin tự giới thiệu, chú tên Phát nhưng mà chú làm thời trang cho nên người ta gọi là fashion. Fashion là thời trang hả chú? That guy, đúng rồi đó con gái. Chú hả? Chú làm thời trang sống đẹp tinh trai cho dễ gọi chú. Con trai mà đặt tên trai chứ mắc cười lắm. Mất tiêu luôn. Con ơi, vui thôi đừng vui quá. Bé già nhất cái tên gì con? À con hả chú? Dạ đúng rồi. Dạ con tên Phước. Phước hả? Cái gì Phước vậy con? Dạ Tạo Phước. Gái dạ. Tên gì nè, thấy cưng quá vậy nè. Con hả chú? Dạ con tên Hân. Hân hả? Cái gì Hân? Dạ con tên là Hưng Hưng. Con gái đọc lại cái tên của mình coi nè. Hưng Hưng. Tên con là Hưng Hưng. Hưng Hưng. Ý nghĩa gì con? Ý nghĩa lắm á chú. Hồi xưa con nghe mấy bà trong xóm nói á là ba con mê mô tô dữ lắm luôn. Xì, để chú quán triệt lại cái tư tưởng của chú coi. Cái chuyện là ba con mê mô tô với cái tên Hưng Hưng nó có liên quan gì đâu con? Liên quan với chú. Chú thử nghĩ đi. Chú thử nghĩ đây. Mỗi khi ba con dắt xe ra. Leo lên xe. Đề máy lên nha. Hưng 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 Hưng. Hưng Hưng. Trời. Là cái tên con là cái tiếng nẹt bô đó hả? Dạ.
Trời ơi, công nhận cái tên của con nó giang hồ ghê quá. Ủa sao cho biết tên con vậy? Trời, quá luôn hả? Con gái tên gì? Dạ con tên Giang Hồ. Hồi nãy thấy nó nẹt bô là tôi nghi rồi. Nè sĩ, chú có ý kiến nha. Tụi con chơi thân thì thân, nhưng mà đứng tách tách ra đó. Cái tên tụi con mà gáp lại nghe nó kỳ lắm. Giang Hồ Tảo Phước đua xe hưng hưng ghê lắm. Vậy con đỡ chú. Số phone con á có ba cô chú, ghép lại còn ghê hơn tụi con nữa. Tên gì mà ghê dữ vậy con? Dạ Hương Nghĩa Trái. Cái tên nghe mùi nhang khói quá. Thôi kệ đi, cái đó là chuyện xóm bên. Bây giờ tôi quan tâm là quan tâm cái xóm này nè. Trời ơi thấy cưng quá. Thấy thương quá nè. Y hệt như là con chim vành khuyên vậy đó. Còn con gái, con như là một cô công chúa. Còn con, 12 chén chè đó thiếu con gà thôi đó. Thấy cưng quá. Thôi kệ, chú yêu con nít mà làm cái gì chú cũng thấy cưng hết. Ai làm cho những cái bộ đồ này? Dạ bạn hơn đó chú. Ngày nào bạn ấy cũng đi nhặt bịch ni lông, lọ chai để làm thành những bộ đồ cho tụi con mặc đó chú. Hay quá, sáng tạo quá hả? Bạn hơn cứ mơ sau này trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng đó chú. Vậy luôn đó hả? Dạ. Vậy là y hệt rồi. Nhìn con á, chú thấy cả một cái khoảng thanh xuân của mình nằm ở đây nè. Tại vì sao chú, con biết không? Dạ không. Tại vì ngày xưa chú y hệt như con vậy đó. Ủa, ngày xưa chú cũng lùm dây chai giống con hả? Thấy chưa, thấy không chưa qua. Em nói phải rồi mà. Chú thấy mình mặc đồ dây chai á, định như đây lùm á. Chú ơi chú, nếu đây. Chú khó khăn, nói tụi con một tiếng. Tụi con chỉ chỗ khác cho lùm. Chú đừng giành địa bàn của tụi con, nghiệp lắm. Ý chú là chú thích tạo ra những bộ đầm giống như bạn Hân. Và tối nay chú sẽ tổ chức một cái show mini thời trang dành trẻ em thiệt là hoành tráng. Có báo đài, phóng viên, có live stream toàn quốc nữa con. Tụi con có muốn tham gia không? Dạ muốn. Chú ơi chú, vậy là tụi con được mặc đồ của chú đi thời trang thiệt hả chú? Thiệt, vậy là đồng ý rồi đúng không? Dạ. Con chào chú Fashion. Chú chào con. Đây là bạn Như Papi, là một siêu mẫu trong công ty của chú. Bây giờ tối nay chú sẽ nhờ ba bạn này nè cùng với con diễn cái show thời trang cho chú. Bây giờ con nhờ training cho mấy bạn những cái bước đi cơ bản nhất, được không? Vậy chú định cho mấy bạn này biểu diễn thời trang hả chú? Bình thường mà có gì không con? Dạ không, tại con sợ mấy bạn làm không được thôi. Con yên tâm đi, chú nhìn là chú biết bạn nào có tài năng hay không. Bây giờ con chỉ cần chỉ những cái bước cơ bản thôi là mấy bạn làm được hết, được không nè? Dạ. Bây giờ chú sẽ vô trong chuẩn bị đồ đạc. Tối nay hứa hẹn sẽ một show diễn hoành tráng luôn, chịu không? Dạ. Chào tụi con. Tụi con chào chú. Rồi, chào con. À mà chị, hồi nãy á em có nghe chú Phát nói là chị dạy cho tụi em đi thời trang đúng không? Ừ, tôi đi một lần rồi nhìn mà tập nghe chưa. Nhắm làm được á thì tối nay diễn, nhắm làm không được á thì tối nay xin chú Phát nghỉ giùm. Kiếm chuyện cái gì là? Phước, đừng. Cũng hên là cản. Nhìn nè. Ủa. Thôi, mình vô chào chú Phát rồi về. Về cái gì mà về, gặp chú Phát mình muốn chết. Đâu phải ai cũng gặp được nhà thiết kế nổi tiếng đâu. Nhưng mà mình đâu có biết gì đâu mà biểu diễn. Rồi lần hôi show của chú Phát thì sao? Hân, chị hỏi em nè. Ước mơ của em là trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng hay làm cái gì hả? Mà để tìm mẹ. Nếu mình biết được mục đích của mình thì mình phải cố gắng lên. Đúng rồi đó. Vậy thì tụi mình cùng cố gắng. Nói nãy giờ mà vẫn ở lại, không biết xấu hổ mà đứng đó cố gắng. Nè, cái xóm nhà lá kia họp chợ xong chưa? Xong rồi. Xong rồi á thì vô thay đồ để ra biểu diễn kìa. Không, mình vô lấy đồ cho bạn mặc nha. Ừ, em ở đây tập cho tốt, chị đi vô trong lấy nước cho em uống, biết chưa? Cảm ơn hai người nha. Ê, chết rồi. Lẹ lên. Hân ơi. Không xong rồi. Có chuyện rồi nè em. Có chuyện gì vậy chị? Nhìn đi. Trời,
áo đầm đẹp như vậy? Ai cắt uổng quá vậy? Mà có ai vậy trời? Nhìn tên đi kìa. Hửng Hừng Hưng. Tên của em nè. Thì đó. Ai cắt áo đầm của em vậy? Không biết. Rồi sao tối nay em diễn đây? Dễ lắm. Thì thế chị? Chị có cách gì hả? Ừ. Cách gì vậy chị? Thì tối nay em khỏi diễn. Nhưng mà đây là ước mơ của em đó Hưng. Nhưng mà cái áo đầm nó bị rách rồi. À, em có cách. Cách gì vậy? Vậy mà mình nghĩ không ra, hay là mình liều một phen đi. Ừ. Đi. Đây. Định giành vị trí vô địch của tôi hả? Đừng có mơ. Để coi tối nay mấy người sẽ mặc cái gì để diễn. Chào mừng tất cả quý vị khán giả đã đến với show diễn Những Bông Hoa Nhỏ Chút Xíu của công ty Sen Vàng Kiếp chúng tôi. Còn con nữa. Lại. Chú, cái này là mình được lên TV đúng không chú? Livestream toàn cầu đó con, sao vậy? Dạ chú cho con một phút phát biểu được không? Để làm gì? Dạ để con tìm mẹ. Mẹ ơi, con là Hưng đây. Vì nhà ba mê mô tô nên đặt con là Hưng Hưng Hưng. Lúc nhỏ mẹ có dắt con tới gầm cầu Mỹ Thuận. Mẹ nói con đứng đây chờ mẹ, mà con chờ hoài không có thấy mẹ tới. Mẹ ơi, nếu mẹ có xem chương trình này thì mẹ hãy tới đây đón con nha mẹ. Con luôn luôn ở đây chờ mẹ. Xin chia sẻ cái clip này trên rộng rãi để cho bé mau gặp lại người thân. Em hơi xúc động. Nhưng bây giờ show của chúng em chính thức kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại. Nói chú nghe, con người cho chú hỏi câu này nha. Bộ đồ của chú thiết kế xấu lắm hả? Sao nãy con không mặc? Dạ không, con xin lỗi chú. Vì hồi nãy con lỡ làm hư bộ đồ nên con đã dùng đồ tái chế. Con làm ra một bộ đồ mới để cho khán giả không biết bộ đồ bị rách. Rồi, thôi qua rồi không có gì buồn hết ha. Chú Phát. Gì con? Chuyện gì? Không phải do em Hưng làm rách đâu, mà do con. Hưng ơi, cho chị xin lỗi về chuyện mua đồ nha. Em đừng có giận chị. Em không có giận chị đâu. Kể từ hôm nay, tụi mình sẽ là bạn tốt. Cùng mặc trang phục của chú Phát trình diễn thời trang, em chịu không? Dạ chịu. Chú cũng sẽ nhờ các phương tiện báo đài đăng tin tìm mẹ con ha. Và trong thời gian đó chú sẽ đón tụi con về ở chung với chú và đào tạo cho tụi con trở thành những người mẫu chuyên nghiệp luôn. Yeah. Nào đi một vòng cho tôi coi coi. Ê mẹ, con quá tuổi rồi. Quá là dễ thương, một lần nữa một tràng hô tay cho Gia Hân. Quá là duyên dáng, xin được giới thiệu diễn viên hỗ trợ Tấn Phát, Ngọc Phước, bé Mỹ Dung cùng với bé Thanh Ngọc. Cảm ơn mọi người, xin mời mọi người vào trong ạ. Còn Hân ơi, nói gì nữa, con đứng ở đây nghe mọi người nhận xét góp ý nha. Hân ơi, con là người có thể diễn kịch. Tại vì á, diễn kịch đó con không có bị gào thét, con không có bị lo sợ, mà con đúng tâm lý. Và đây là một cái vở kịch đây, là vì họ chỉ có một cái đường dây, nó gọi là đường, ở trong nghề gọi là cái sợi dây chỉ hồng đó ha. Cứ dẫn đúng cái đường dây đó trên cái mặt cầu, cái nhân vật của mình. Thì con có cái tố chất đó, diễn tốt, giọng tốt. Được cái con có cái gương mặt rất là xinh xắn, ta gọi là đào thương đó. Có vô cái hoàn cảnh chút xíu là mình xúc động ngay. Cảm ơn con, cảm ơn cả anh chị luôn nha. Xin mời cô Đoan Trang tiếp theo ạ. Con rất là có duyên, ngày hôm nay con lại đưa lại một, đem lại một cái hình ảnh mới nữa, đó là diễn thời trang.
diễn hài, cái hài của con khi mà con bung cái miếng ra, cái miếng của con nó duyên vô cùng mà nó rất là sâu. Cho nên cô thấy con rất là khôn khéo ở trong cái vai diễn của mình. Rồi con đi ra mà con kể cái chuyện mà cái tên của con á, là con dắt, ba con dắt cái xe ra, cái vai của con ẹo qua một bên rồi con làm hưng hưng. Thế có duyên gì đâu, con làm thử cái chỗ đó đi. Làm thử cho cô coi đi, chứ cô là cô làm không được rồi đó. Tên con là gì? Tên của con á. Dạ, tên con là hưng hưng, hưng hưng. 10 điểm. Cô Trang cho 10 điểm nhờ cái tên hưng hưng rồi đó. Dạ. Như đó là đủ 10 điểm rồi đó, chúc mừng con. Cảm ơn cô Trang, xin mời chú Đại Nghĩa. Con biết không, chịu hưởng hừng hưng. Thì nếu như mà mình không có năng khiếu thật sự, mình chỉ bắt chước lại thầy dạy kêu là hưởng hừng hưng là hết. Nhưng mà con có cái thái độ diễn của con trong đó nữa. Và chính cái đó mới tạo nên cái duyên dáng cho những cái mảng miếng mà con thể hiện. Và nó làm cho mọi người xem cảm giác rằng những cái mảng miếng đó là của con. Nó tự nhiên như chính tiếng nói của con, hơi thở của con, chứ không phải là do ai đó gán ghép bắt con phải nói như vậy. Con là một cô bé lanh lợi, không bị rớt tiết tấu. Bên cạnh con là những người bạn diễn tuyệt vời và một cái câu chuyện ngắn gọn, xúc tích. Và chúc mừng con có một vai diễn ấn tượng nữa trong thử tài siêu nhí. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Một lần nữa một tràng hô tay cho Gia Hưng ngày hôm nay rất là xuất sắc trong tiết mục của mình. Chúc mừng lớp học Ban Cụ Sắc, mời con vào trong.